bạn này, đây là con đường DT601. Hôm nay tôi sẽ đi lên con đường này, tôi đi tới cái đập. Tôi đến đập. Đập gì à? Đập ngang sông Cú Đê để lấy nước phục vụ sinh hoạt cho nhà máy nước Hòa Liên. Đập Cú Đê, gọi là đập Cú Đê đi. Đập Ba Ra ăn Trạch nè, còn đập bê đập Cú Đê Hòa Bắc. Tôi đặt là đập Cú Đê Hòa Bắc đi. Tôi chỉ nhớ như vậy thôi, còn là tới địa điểm thì sẽ biết thêm mà. Thêm cái đập này nó giống như cái đập Ba Ra ăn Trạch này. Đập Ba Ra ăn Trạch có thời đây, cái đập phía trước kìa. Đây. Đập Ba Ra ăn Trạch là của thời được Pháp còn lại. Đây, đập Ba Ra ăn Trạch. Ủy ban dân họ bác cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm, đề phòng đuối nước. Đây. Đây cái đập Ba Ra ăn Trạch. Ba Ra đập nghiêm cấm bơi lội, tắm, giặt, leo trèo, đánh bắt cá, xả rác, phế thải, vui chơi, dở ngọ, cắm trại. Khu vực cấm leo trèo. Hay đi đập nè. Đây, các bạn có thể đập không? Đây. Đập ý giống đập Ba Ra ăn Trạch có ở Hà Tiến nè. Đây đập Hòa Bắc. Đây, phía này là phía cuối nè. Cuối nguồn phía dưới còn phía tây này. Đây là phía tây này, là cái đập ngang lại, đập ngang nước lại này. Đấy các bạn thấy không, đập ngang nước có hai dịch cốt hai bàn kéo lên cái cánh cửa lên, kéo cánh cửa lên là nó xả nước xuống, trừ nó đang xả xuống này, nó gần nước lại. Là đặt cái máy bơm ở đây để hút nước phục vụ nhà máy bơm hút nước đi về nhà máy nước Hòa Liên. Đây cái đập có cổng đều đáng hết cơ, cái cổng này cũng đáng này, dù cái cổng sắt to gì dễ sợ giờ. Các bạn thấy cái cổng gắn lại. Bây giờ có phải bạn kéo lại. Đây, nó giống như cái đập Ba Ra ăn Trạch. Nhưng mà đập này các bạn cứng cốp hơn này, mới làm to, cứng cốp. À, cổng này cũng đáng lại rồi này. Mà mưa nó sẽ thả ra một cánh vậy. Có khi thả hết toàn bộ. Đập ngang nước, đập Cú Đê à, đặt là đập Cú Đê đi Hòa Bắc, đập nước Cú Đê Hòa Bắc. Đây là cái cánh rừng Bạc Hà, thấy chưa? Đức Bà Hà đã không? À. Đây cái đập à. Là cái chỗ này là cái đập tràn, nước nhiều quá lãng tràn qua đây không? Nếu mình chưa cắt cái cửa đóng nước bên kia lại thì nó sẽ tròn qua bên này. Này là đập tròn. Chắc
không thì nó bên đây mà không có đập tràn thì nó sẽ dễ vỡ vỡ đập, nên nó nên có một cái đập tràn như vậy. Nước dâng cao quá thì nó tràn qua bên này, thấy chưa? À, đập tràn qua bên này nó chảy xuống thật. Còn cái cánh cửa này nó vẫn để y, nó giảm tải cho cánh cửa này. Đấy, các bạn thấy biết bao nhiêu cánh không? Một cánh này, hai cánh này, hai cánh, ba cánh. Cái này bốn cánh này, năm cánh, sáu cánh, bảy cánh, tám cánh, chín cánh, mười cánh, 11 cánh gì đấy. Tại giữa dòng này bạn thấy giữa dòng không? Nước vẫn có chỗ thoát ra, mặc dù đáng nhưng mà nước vẫn chảy dưới một ít nữa đó. Bên kia có hai đường ray bên kia đây nữa, để cái tàu bên kia nó chạy nó điều chỉnh gì đấy. Dê nằm ngủ vô đây, nằm ngủ mát mẻ của chừng rất bài đạo chúng nó mì hoa. Mà bà dê vô đã chưa, vô nằm đang đây này. Mà dễ rất đạo cho nó như không á, cái bà khỉ rất xuống như này là đi tiêu luôn á. Chia sẻ các bạn cái đập bát rang trạch như vậy để có camera ra thi giữa thi dụ á, ở nhà thi dụ ở dòng nước này á. Đấy, đập bát rang trạch đứng nhìn từ đây qua nè. Đấy, có mấy bà dì bà ra cho nó dễ sợ cho trời. Đập đây các bạn kìa, thấy đập không? Nước vẫn không tan các bạn này, nước mềm đục mà ngào. Bữa này mới trước sọt rồi mới đi mới làm lại này. Nước đi thẳng nè, đi thẳng cho nó cao cái này cái là dầu qua mới đi cái sọt lỡ. Nên mình đi lỡ bên kia bồi, mình lỡ bên bồi, đừng cho mình đi lỡ nữa thì được. Vì dòng nước chả thẳng, chả dòng với nó nhả dòng qua đây. Nên mà công trình vô đây vẫn còn lo làm đổ đá này, tiếp tục đổ đá vô. Rồi, video của tôi đến đây kết thúc. Hẹn các bạn video sau này. Thôi, xin chào các bạn. Các bạn video sau.